Một ngày trở thành thánh lạc đường trong lúc chút. Hé lô bà con, tôi chính là vô ái mồ. À lộn, Gogo Noa Yogo. Rồi sao tự nhiên nó thả tôi ở đây rồi nó chạy đi vậy? Mụ nội nó nở lòng não đem con bỏ chợ. Thì cái chuyện là hôm qua tôi lên tàu sinh đi, mà hình như tôi đi lộn tàu hay dễ đưa tôi lại đây luôn. Mà không sao, với cái sự thông minh của tôi thì đi chút xíu là kiếm được tàu sinh đi liền hà. Chèn ơi, người ta nói là cái gì không biết thì mình đi hỏi đúng không? Ủa, cái ông già nào đây? Ông có biết cái tàu sinh đi của băng mũ gơm nó nằm đâu không? Trời ơi, tôi hỏi đường thôi mà làm gì quýnh tôi vậy? Bạn làm ơn bạn lịch sử giùm mình chút xíu đi. Trời ơi, tôi đâu có muốn đánh người vô tội đâu mà tại người ta đánh tôi trước chứ bộ. Tôi hỏi đường gì lại băng của tôi mà cũng không ai chỉ hết trơn á. Rồi cái quần què gì tới nữa vậy? À không, nó bay đi luôn, tôi tưởng nó quay là nó quýnh tôi nữa chứ. Chèn ơi, tôi không muốn gây chuyện thôi chứ quýnh lộn là tôi không ghén ai hết trơn nha. Trời ơi, tôi nói giỡn chứ có nói thiệt đâu mà bay lại nắm đầu tôi quýnh liền vậy. Rồi rồi, tao ngậm cái kiếm vô mỏ là mày tới công chuyện liền. Tao trội cái lóc dồi gồng vô mỏ mày nè. Bay lên trên bầu trời rồi nhẹ nhàng à, bay xuống quýnh lộn tiếp mày. Mà cái chỗ này hình như nó hơi lạ lạ mà nó cũng quen quen nha. Hình như là tôi đi qua đây rồi á. Nhưng mà hình như là cũng chưa đi qua đâu. Hôm bữa tôi còn đi lạc lên xóm đâu mà lóc chấm cơm ranh đơn mạc 19 cành ra được cái ạt siêu xịn luôn nha. Anh em không tin đâu đúng không? Không tin thì lên đó thử đi rồi biết. Mà đậu xanh nãy giờ quýnh lộn, nhưng này là tôi đi kiếm được cái tàu xong lên đó uống bịch nước mía luôn rồi. Thôi không ấy, mình kết thúc cái cuộc chiến này lẹ lẹ đi được không? Không ấy, tôi đứng lại tôi cho mày quýnh thắng rồi tôi tiếp tục đi kiếm cái băng của tao sao hen. Trèn ơi, tôi đi kiếm 2 năm rồi chưa gặp được cái băng mũ gơm nữa. Anh em tưởng là 2 năm đó tôi đi bái sư tu luyện đúng không? Không có, tôi đi lạc á. Thôi coi như là mình bỏ qua khúc này đi hen, coi như là tôi thua đi. Chứ đến hồi là cái hành trình tìm băng hải tặc mũ gơm nó dạng tiếng ngữ đó. Tôi mới mượn được chiếc thuyền mà không biết của ai nữa. Mà tôi lướt lướt trên biển nãy giờ cũng không gặp gì luôn. Đã lâu lắm rồi mà không gặp lại khứa Luffy. Trời ơi, cướp biển đi biển bị cướp biển chặn đường. Ê, nước sông không phạm nước mắm nha. Trời ơi, tao làm việc tao, mày làm việc mày, cái thuyền tao có quần què gì đâu mà mày cướp. Còn cái chỗ này là chỗ nào nữa đây? Trời ơi, tôi đi một hồi tôi không biết tôi đi đâu luôn á. Mà hình như mình thấy bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây nè. Cái này chắc là người dân bản địa ở đây đó. Lại hỏi cho anh ta biết cái chỗ này nè. Anh trai ơi, anh trai đứng lại cho em hỏi chỗ này chỗ nào vậy? Quá thân thiện luôn, hỏi cái đứng lại liền. Thôi coi như tôi chưa nói gì nha. Long Tham No Si Man. Ủa, cái đứa nào vậy? Chàng ơi, mai anh em Luffy. Bạn Yogo khỏe không? Mà sao biết tôi ghé đây ăn bánh mà chạy lại kiếm vậy?